Thư không còn tình cảm với mày nữa. Và ấy, Thư không muốn dính dáng liên quan gì đến mày, mày buông tha cho Thư đi. Còn cái chuyện mày sang nhà Thư dình mò hay gì kì, thì tốt nhất này, tránh xa Thư ra để cho Thư có một cuộc sống hạnh phúc với tao. Mày bảo là Thư bảo với mày là Thư không có tình cảm với tao nữa. Mày nghĩ bố mày tin à? Mày mơ à? Cái mồm mày nói ai tin? Mày, tất nhiên là mày không tin gì. 2-3 hôm nữa ấy, tao sẽ dắt Thư sang đây để Thư nói cho mày biết. Tại vì em nói lại với anh nào bây giờ, tại sao em lại nói thế? Giờ tôi sẽ ở bên quan. Tại sao em nói như thế? Mày nghe rõ chưa? Tại sao? Anh hỏi em tại sao? Anh đang đối xử tốt với em cơ mà. Thôi chứ nói thế rồi. Vào nhà hết. Hết hy vọng gì nữa. Càng ngày ý, ảo tưởng thôi. Công việc không có, nhà cửa thì không, nhà thì nghèo. Cứ ảo tưởng gọi là muốn cúp đẹp tranh một trái tim vàng, ảo tưởng vừa thôi. Chuyến rồi. Mà hôm qua tại sao anh em mình vào nhà là Thư mà sao lại không có Thư ở trong phòng là sao nhỉ? Bây giờ ấy, tôi nghĩ là 100% ấy, không có thể nào chúng nó sẽ giấu Thư ở chỗ khác. Là biết rồi tại sao không? Bởi vì bây giờ chúng nó nghĩ là để Thư mãi ở một chỗ nhà đấy sẽ không an toàn. Bởi vì chúng biết là 100% thể nào anh em mình cũng sang đấy cứu Thư, chị Thư về. Nên là chúng nó sẽ nhốt chị Thư ở một chỗ khác để anh em mình sang đấy tìm không thấy chị Thư. Bọn này mưu phết anh ạ. Bởi vì bây giờ chúng nó biết tính của anh Kiên như nào rồi mà anh Kiên sẽ không bao giờ để yên chuyện này đâu. Cho nên là chúng ta sẽ giấu chị Thư đi chỗ khác để anh em mình tìm không thấy đấy. Bọn này có cái hạt cá rồi. Bây giờ không biết nó tính toán hết rồi đâu. Mày sát thì anh tao có việc gì? Chúng mày đâu có tuổi nhá. Chúng mày đâu có tuổi nói chuyện với anh tao. Chúng mày gọi Thằng Kiên ra đây. Tất cả chúng mày này, em của nó không đủ tuổi nói chuyện với tao. Thì mày anh thế đâu chuyện nói với anh tao đâu. Tao đấy, tao nói chuyện mày cái việc mày. Còn Thằng Kiên định làm gì tao? Mày đi mày cái gì? Tao sẽ báo cho mày này. Thư bảo tao sẽ báo cho mày này. Thư không còn tình cảm với mày nữa. Và Thư không muốn dính dáng liên quan gì đến mày. Mày buông tha cho Thư đi. Còn cái chuyện mày sang nhà Thư dình mò hay gì kì, thì tốt nhất này, tránh xa Thư ra để cho Thư có một cuộc sống hạnh phúc với tao. Mày bảo là Thư bảo với mày là Thư không có tình cảm với tao nữa. Mày nghĩ bố mày tin à? Mày mơ à? Cái mồm mày nói ai tin? Mày, tất nhiên là mày không tin gì. 2-3 hôm nữa ấy, tao sẽ dắt Thư sang đây để Thư nói cho mày biết. Chứ tao không mà tao biết đây Thư điêu là gì. Chỉ bộ mặt mày ép Thư thôi. Tao chả ép gì cả. Đến hôm đấy này Thư sẽ sang đây nói cho mày biết thế nào. Bởi vì tao và Thư sắp tới là vợ là chồng rồi. Cho nên ý, tao đã nói cho Thư hiểu ra ấy là như thế nào. Còn mày đừng có dụ dỗ gì cả Thư. Mày đừng dình mò gì Thư ở nhà Thư. Tao đéo tin. Bao giờ mà mình nghĩ mày đã đi sang đây là mày không tin thì anh em không tin. Đây còn chứng đây, chứng minh nè anh em là tao đây. Em nói cho nó hiểu. Mày không tin đi, em hôm nữa mày sẽ biết thôi. Còn mày chỉ lừa tao thôi. Chắc báo với mày luôn là chị tao sẽ cưới anh Quang rồi đấy. Mày thưa chị mày ra đây. Ba làm người hỏi. Anh nghe chưa? Đây là em của Thư. Nói với anh em là chúng mày hiểu rồi. Tốt nhất này, muốn Thư hạnh phúc ấy thì buông tha cho Thư đi. Đừng dính dáng gì đến Thư nữa và đừng dụ dỗ nữa nhá. Đừng gọi nào là gọi ảo tưởng mà sang nhà Thư gọi dụ dỗ Thư. Này, tao đéo tin. Bao giờ mà Thư sang đây ấy nói chuyện với tao ba mặt một lời, nói thẳng căng với tao ấy thì tao mới tin. Mày nghĩ mày sang đây mày nói chuyện với tao mà tao tin á? Thư bảo tao sang đây nói cho mày biết trước để 2-3 hôm nữa sang đây nói cho mày đi ngợt nhá. Đến khi đấy này mày kể cả mày không tin đi, tí nữa mày ấy gọi điện luôn cho Thư mày biết là như nào, đúng không? Còn ấy Thư nói thế, đúng không? Thư nói thế. Nhưng mà không phải bố vả vào mồm mày nhá. Mày ơi này, không phải bố mày là con chó luôn được chưa? Bọn tao không bao giờ tin là mồm Thư nói đấy cả. Chỉ có mồm mày. Chỉ cái mồm mày ép Thư thôi. Đây là Thư sai tao và bảo tao sang đây để nói cho mày biết, để mày tránh xa Thư thôi. Mày cười quá anh à. Có cái mặt mày sang đây mày nói thế thì anh đâu không sang đấy đâu. Mày sợ mày. Tao vào luôn, tránh xa chị tao ra đi. Thư bảo với mày như thế nhưng mà tao ấy, tao gặp luôn. Bao giờ ấy mà Thư ấy sang đây Thư nói thẳng căng với tao luôn thì tao mới tin. Còn là mày, mày sang đây mày bảo ấy cũng là chỉ một phần thôi. Thì tao biết tính Thư nào, Thư chả bao giờ bỏ tao đâu. Thư chả bao giờ ấy, Thư yêu mày đâu, Thư chả bao giờ cưới mày đâu. Ôi này, mày bớt ảo tưởng đi, mày xem bản thân mày đi, nhà cửa nhà mày đi có cái gì không mà nói yêu Thư. Như tao đây này, cao giáo đẹp trai, nhà cửa đầy đủ, không thiếu cái gì cả. Như nhà mày đây Thư về ở tao thấy nó không xứng. Bây giờ mày gọi điện cho tao Thư để tao hỏi thật Thư luôn. Mày chỉ là dụng mày gọi luôn Thư thôi. Đi sẽ biết thôi. Gọi đi Thư đầu máy của anh còn Thư. Còn này mày không tin ý, vài hôm nữa thằng sắt Thư thôi để nói ba mặt một lời đối chất cho mày biết.
Mày nói là tao ép chị. Kể thế mày chỉ ép chị Thư thôi. Chứ mà chị Thư không mà có quyền như thế đâu. Quản đấy, tao nói luôn rồi. Tao sang đây, tao chỉ đính chính cho mày hiểu vấn đề thôi. Còn mấy hôm nữa, tao với Thư sang đây như kiểu vợ chồng để nói cho mày hiểu vấn đề. Chứ không bây giờ cứ ảo tưởng, cứ nghĩ là mình gọi là cao sang. Để đôi yêu được Thư, nhà Thư này, ô tô, nhà cửa, nhà cao cửa rộng ấy, không thiếu đâu. Im cái mồm vào đi, tao gọi cho Thư là sẽ hiểu. Mày, mày cứ im cái mồm đi. Tao gọi cho Thư luôn bây giờ sẽ là hiểu luôn. Thì mày cứ gọi đi thôi. Tất nhiên tao phải gọi rồi. Nhà mày nhiều, tốt nhà mày nhiều nhá. Nhà cái nhà là sao? Là đá, là gạch gì, có cái đéo gì. Để tao gọi. Đẹp hơn nhà mày nhiều. Gọi cho Thư được biết. Nhà mẹ bảy cái con người giúp trong cái nhà bé tí. Nhà anh bố mày chỉ được thế thôi đấy, chỉ được tao của thôi gọi như mày. Nhà mày chẳng nhiều hơn nhà anh tao nhiều, nói ít thôi. Tình cảm nhà mày có mang ra ăn được không? Đúng rồi, mày giả tao. Bây giờ thằng Quang nó sang đây, nó bảo với anh là em như thế nào với anh, mà sau này em bảo là em không còn tình cảm với anh như thế nào. Em nói luôn đi thưa. Rồi, mày nghe chưa? Tại sao bây em nói lại với anh nào bây giờ? Tại sao em lại nói thế? Bây giờ tôi không muốn liên quan gì tới anh nữa. Tôi quyết định rồi, giờ tôi sẽ ẩn tôi Quang. Thì tại sao em nói anh thế? Mày nghe rõ chưa? Tại sao? Anh hỏi em tại sao? Anh đang đối xử tốt với em cơ mà. Hả? Không sao gì cả, giờ tôi suy nghĩ quyết định của tôi rồi. Thì mày im mồm vào. Mày im mồm lại. Tại tại sao? Em nói ra tại sao mà em lại nói như thế? Tại sao? Mày im mồm là tao hỏi Thư. Tại sao em lại đối xử với anh như thế? Anh đang yêu em, anh đang cố giúp em mà. Tôi bên anh Quang vậy thôi. Này, cái giọng của em nói, em nói thật thật vào. Anh yêu em 3 năm rồi, anh biết đấy. Em nói thật vào, nó có ép gì em không? Mày nghe rõ chưa? Anh nhìn thấy mày nghe rõ chưa? Chưa. Tại vì chị tao cũng có gì cả nữa rồi. Chỉ có mặt mày nhé, chị Thư thôi. Mày là yên tao nói này. Từ đầu ấy, đến hiện tại bây giờ ấy, là Thư không có tình cảm với mày. Chẳng qua là mày dụ dỗ Thư thôi. Mày nghe rõ chưa? Còn mày đừng ngạo tưởng nữa. Cút về, mày là thân của mày. Mày cút về đây này. Chính một Thư nói, bản thân mày, cái gia đình mày, nó không có cái gì và không có đủ tư cách của lời yêu Thư đâu. Nên là xem lại bản thân mình đi. Này, chúng mày cút lên nè. Biến. Biến. Bố mày sang đây nói chuyện đàng hoàng. Bố mày không nói chuyện với mày. Thôi Thư đã nói như thế rồi. Để xem nào. Đây là chị nói qua điện thoại rồi. Thích cái thằng kia luôn. Thôi Thư nói thế rồi. Vào nhà hết. Hết hy vọng cái gì nữa. Thằng này ảo tưởng thôi. Công việc không có, nhà cửa thì không, nhà thì nghèo, cứ ảo tưởng gọi là một túp đẹp tranh, một trái tim vàng, ảo tưởng vừa thôi. Xem lại bản thân mình đi, sao chỗ của mày đi. Chí mày ấy, mày xem lại nhà mày đi. Tốt nhất đây, tránh xa chị tao ra đi, cho chị tao hạnh phúc mới đi nhá. Bọn tao không ngờ tin là chuyện này xảy ra là thật không? Cút lên mẹ. Mày xem lại bản thân nhà mày đi. Tao chỉ có một câu khuyên anh em chúng mày này. Tốt nhất là ăn lương thiện, lo cho nhau một cuộc sống đi, ăn uống đi, đừng phải đi ăn. Cút về. Cút về. Tôi đi vào. Bây giờ anh nghĩ là chị Thư chị làm sao chứ là chị không như thế đâu. Sao lại thế được chị? Bây giờ mình chị nghe miệng thằng Quang đấy, Thư chị còn nói qua điện thoại không biết, sao mà tin được. Nói em buộc chị Thư rồi. Thư thì đéo gì. Nhớ bây giờ bình tĩnh lại xem nào. Thế nông muốn làm gì rồi? Thế rồi như nào nữa? Nhớ như là đang anh uy hiếp Thư cái gì thì sao? Cái thằng này Thư về đéo yêu tôi nữa rồi. Bạn tin gì mồm qua điện thoại. Thế bây giờ Thư nói như thế thì tôi chẳng tin như thế nào nữa. Bây giờ mình mới gặp trực tiếp thôi. Nói em buộc chị Thư đây anh ạ. Cái gì? Nói em buộc chị Thư đây. Cái đồ chị bị bệnh à mày? Ô anh. Giờ anh bình tĩnh lại đi. Giờ anh nóng giải quyết được vấn đề gì đâu. Anh bình tĩnh xem nào. Như thế này là Thư tao. Tao không tao đưa Thư như thế. Thư như thế là Thư nói tao như thế.
chị đang hạnh phúc nhau thế làm sao mà chị như vậy được? Đúng rồi, phải có lý do gì chứ. Chứ tự nhiên đùng đùng Thư đang yêu bạn mà nó về nhà mà tự nhiên Thư lại thay đổi như thế, chắc phải có lý do rồi. Đúng, bây giờ anh phải tìm hiểu xem nguyên nhân tại sao mà chị Thư lại muốn qua lại thằng Quang. Chứ giờ anh cứ lãng bộ đấy để giải quyết được cái gì? Thôi anh bình tĩnh đã, xem như nào. Dung làm gì mà Thư lại thay đổi nhanh như vậy? Đúng, vừa có về nhà được 2-3 ngày sao mà chị thay đổi như thế? Giờ anh phải suy nghĩ thoáng lên. Mới hôm trước xong. Đúng. Anh em sao mà mới hôm trước chị Thư với anh đi loay, chị Thư bảo với anh là anh ơi sao chứ em mới đủ một cái, bây giờ chị Thư lại bảo là không liên quan gì đến anh nữa. Thì em thấy vô lý mà. Mình phải có lý do tại sao chứ, mình phải tìm lý do tại sao Thư lại như vậy chứ. Mới hôm trước chị nhắn tin cho anh, chị bảo là sang đây cứu anh với, cứu em với. Vừa hôm trước xong, nhắn tin xong. Mà hôm nay thằng Quang nó sang nó đã bảo là chị Thư bảo với nó là sang đây nói chuyện với anh là chị Thư không liên quan gì đến anh nữa. Anh chị không hiểu Thư của gì luôn. Cái đấy mới là cái khúc mắc cái này. Bây giờ anh phải tìm hiểu là tại làm sao mà chị Thư lại thay đổi nhanh như thế. Anh đeo hiểu cái Thư là vì làm sao ấy. Chắc chắn Quang nó làm chị Thư rồi. Anh phải biết mọi lần đấy đều là Quang làm gì chị Thư ấy. Như thế. Chứ sao mà tự nhiên chị Thư thay đổi nhanh như vậy. Không, anh đeo hiểu của gì luôn. Đừng đùng một cái nói như thế. Chắc chắn là có cái khúc mắc gì thật ấy. Bây giờ em anh sang tận nhà chị gặp chị để hỏi xem như nào đi. Thì chị vừa chửi mặt anh là không sang nhà chị rồi, bây giờ sang là... Anh sang đây nói chuyện đầu hàng lắm chị một lần. Ba một lần thôi anh ạ. Nói chuyện với mình rồi, bây giờ mình lại sang làm cái gì? Vậy chúng hóa. Bây giờ anh cũng vì hạnh phúc tương lai của anh. Giờ anh cứ mình nghe mấy câu của chúng hóa. Sang đấy không gặp được chị, hiểu chưa? Bây giờ thì phải tìm cách gì phải gặp được Thư. Và anh em mình nói trực tiếp với Thư xem như thế nào. Vừa nó nói chuyện với anh nó bảo ba mặt một lời đúng không? Nó bảo là mấy hôm nữa Thư tự sang Thư nói chuyện là mày sẽ hiểu đấy. Thì nó nói thế thì chắc chắn là mấy hôm nữa Thư sang thôi. Mình để xem khi nào Thư sang đây xem ba mặt một lời xem như thế nào. Có thật là lời Thư nói là thằng Quang nó đúng không? Thằng Quang nó bảo là mấy hôm nữa Thư sang đây Thư nói. Thì mình cứ đợi thằng Quang nó dắt Thư sang. Bây giờ mình xem cũng chẳng thấy cái gì, nó đã nói mình gặp Thư đâu. Bây giờ nó hôm qua kia mình mới vào nhà nó xong, nó biết rồi. Mình hay lẻm vào đấy, tất nhiên là nó sẽ ở nhà rồi, nó khóa cổng rồi. Mà đéo hiểu sao, chắc chắn phải có một lý do gì đấy thì Thư mới thay đổi như thế chứ. Anh không nghĩ là chị Thư như thế đâu, anh yêu chị Thư anh biết mà. Đúng rồi. Phải có lý do gì? Chắc phải có lý do gì thôi. Hài cớ thì tự dưng nó sang đây. Mà tự nhiên nó sang nó thông báo cho anh một cái tin như thế, mà trong khi đó chị Thư là phải người là nhắn tin cho anh đầu tiên chứ, đúng không? Chăm chăm mà chúng nó có âm mưu gì rồi. Chắc chắn là có âm mưu gì. Tự nhiên Thư lại đồng ý yêu nó lạ. Nhưng mà nếu ấy à? Nhưng mà nếu mà mấy hôm nữa ấy Thư mà sang đây Thư nói chuyện mà đúng như là nó nói thì không có cách nào đâu. Anh em mình phải tìm cách giải quyết khác chứ. Đúng sao mà bây giờ Thư sang đây nói thẳng thắn là như thế rồi. Đang đợi ấy. Quan trọng nhất là cái ngày mà mấy hôm nữa Thư mà sang đây ra mặt một lời, nếu mà Thư mà sang đây mà nói đúng lời như thế đâu chịu. Tôi nghĩ là chuyện đấy không bao giờ xảy ra đâu. Chuyện như thế thì bây giờ anh mình phải cùng nhau nghĩ cách đi anh. Bây giờ anh vẫn chưa gì anh cũng phải bỏ lại. Thư sang đây Thư lại nói đúng như lời nó nói hôm nay thôi. Không có đâu, Thư nghĩ là Thư không bao giờ nói như vậy đâu. Bạn yên tâm đi. Đúng rồi, bây giờ anh yên tâm thôi, chắc là cái gì thôi. Bây giờ anh nghe được vài câu là anh đã từ bỏ lại rồi. Mất hết bao nhiêu công sức của anh em giúp đỡ anh. Để chờ mấy hôm nữa xem chị Thư chị sang chị bảo như nào. Anh nghĩ là sẽ có cái gì. Chả thế, bây giờ không có cái lý do gì tại sao mà chị Thư mà chị lại nói như thế. Trong tâm nó có cái gì ép buộc Thư phải nói như thế cho anh biết. Tôi nghĩ là Thư không bao giờ nói ra những lời đấy nó đâu. Chỉ có là thằng Quang ép buộc thì Thư biết nói thôi. Thế thì bây giờ phải đợi mấy hôm nữa Thư sang thì biết được. Thì cứ đợi Thư đi sang đấy xem như nào. Anh Hùng gọi chị Thư ra, anh Hùng nói chuyện riêng với chị Thư. Vừa gọi ra được thì rồi. Gọi ra được thì nó lại khác. Gặp riêng Thư lại khác, bây giờ không như thế hả? Thư bây giờ bọn nó bây giờ cũng giữ ở trong nhà hay là Thư đi đâu? Bây giờ ấy, nói chung là không biết như thế nào là mình thì mình cũng chỉ nghĩ là như vậy thôi. Nhưng mà mấy hôm nữa Thư sang đây Thư nói ba mặt một lời là sẽ biết. Tôi tin Thư là không nói thế đâu. Tôi cũng tin nó không bao giờ em nghĩ thế. Bây giờ đợi Thư sang đây Thư nói chuyện thôi. Chắc chắn là Thư sang đây Thư sẽ không mờ Thư nói những cái lời mình giống như người đó nói đâu. Đúng rồi. Bởi vì là Thư bị nhốt, nó đánh, đúng. Bắt cách Thư nói như thế. Còn là mấy hôm nữa Thư sang đây Thư nói sẽ biết. Đúng rồi. Bây giờ mình không thể nào mình biết là Thư như thế nào. Mình không thể nào đoán trước được.
mấy hôm nữa đợi Thư ra đây sẽ rõ kết quả, sẽ rõ là cái khúc mắc ở đây là cái gì. Thư là người nói ra sẽ biết đấy. Có mình ở đây mình sẽ bảo vệ Thư và mình sẽ bảo Thư là có gì Thư nói thì chắc chắn Thư sẽ nói thật ra, nếu mà nó em buồn gì. Đúng rồi, Thư chắc chắn sẽ nói thật ra luôn. Hôm nay Thư ra đây Thư nói sẽ biết. Thế thôi, bây giờ không thể nào biết được Thư nên tăng như nào. Mấy hôm nữa Thư ra đây Thư nói, nếu mà nó mà em buộc Thư mình sẽ bảo vệ Thư, mình sẽ nói như là anh bảo vệ em cứ nói đi, chắc chắn là Thư sẽ nghe và Thư sẽ kể ra. Nếu mà thật sự luôn mà Thư mà muốn chia tay thì Thư cũng nói thẳng luôn. Đang chờ đợi cái kết quả, mấy hôm nữa thì biết. Bây giờ hết cách rồi, bây giờ đợi Thư. Chính nhờ Thư nói ra thôi. Bây giờ mà đợi sang mà gặp nó, mình cũng để mà gặp Thư luôn, đợi Thư sang thôi. Nó bảo với anh là mấy hôm nữa Thư sang.